một cái số dược liệu mà cô bác anh chị mình đã nhờ Phan Hải mua hộ nè. Đây. Thì hôm nay sẵn đây thì Phan Hải sẽ chia sẻ với cô bác anh chị mình luôn một số cái loại dược liệu mà cô bác anh chị mình nhờ Phan Hải mua hộ nè, thường mua hộ. Và Hải xin chia sẻ rõ về cái cách để chúng ta sử dụng cái thang hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp 6 vị mà Phan Hải đã từng chia sẻ cho cô bác anh chị mình, cách sử dụng và cách chúng ta kiêng cử. Thì có kiêng cử thì chúng ta mới sử dụng nó có kết quả cao nhất ha. Rồi, Phan Hải sẽ xin giới thiệu một sơ ý này, một tí về những cái loại dược liệu này. Đây, đây là cái... đây, cô bác anh chị mình thấy giống con bồ cạp không? Đây là cái nghệ bồ cạp ha, hỗ trợ điều trị những cái khối u ở trong cơ thể. Loại này thì đặc biệt đó là nếu mà chúng ta muốn có công dụng cao nhất á, thì chúng ta phải sử dụng cái củ nó già và trên 2 năm, nó cỡ này ha. Thì là nó mới là có công dụng cao nhất ha. Đó, củ nghệ bò cạp. Nghệ bò cạp ha, nó vàng ha. Đấy, đây. Cái củ này, cô bác anh chị mình thấy chưa? Đấy, giống con bò cạp không? Rồi, cái này nó hỗ trợ điều trị nè, u, các loại u trong cơ thể chúng ta nè ha. U ngực, u tuyến giáp, u nói chung là u cục ở trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt nha. Về cái nghệ bò cạp này, cái sử dụng rất đơn giản, Phan Hải đã có chia sẻ trong kênh rồi. Nghệ bò cạp hỗ trợ điều trị cái khối u ha. Rồi, đây nè, đây là một cái thang. Thang thuốc này là cái thang 8118 ha. 8118 là cái gì? 81 tuổi sử dụng thang này nó sẽ giúp chúng ta là như khôi phục sức khỏe là như 18 tuổi. Mà khôi phục cái gì? Đọc nè, cô bác chị mình đọc nè. Đọc này ha. Nè, nó điều trị nè. Đó. Đó. Thấy chưa? Nè, đây. Thấy chưa? Đó, nó hồi phục cái đó đó. Đấy, một thang của nó nè, chúng ta sử dụng ngâm uống được khoảng, nói với lại múi tần nữa, thì ngâm uống được khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Đó là cái công dụng của cái thang 8118 8 vị. Nó gồm có 8 vị ha. Đấy. Này dâm dương hoắc nè, sâm tiên mao là sâm cao đen ấy, bạc kích tím nè, táo đỏ kỷ tử nè, rồi nhục thung dung này nọ, gồm 8 vị ha. Múi tần rồi ha. Đây, đây là một cái thang thuốc rất tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Giá cũng bình dân thôi ha. Phan Hải mua hộ về dùm cho các bác chị mình ha. Đây còn thang nữa, nhiều lắm. Người ta cứ nhờ Phan Hải mua hộ nhiều lắm ha. Đây là tên đại bổ thang đặc biệt 30 vị, nó gồm có 30 vị. À, trong này nó có 30 vị ha. Thì thang này thì nó công dụng gì thì Phan Hải cũng đã chia sẻ cho rất là nhiều của anh chị mình rồi. Cái công dụng của cái thang đại bổ thang đặc biệt 30 vị này hỗ trợ điều trị tất cả các loại như ý là xương khớp nè, xương khớp rồi bệnh vấn đề thận yếu nè, thận yếu rồi xương khớp. Để Phan Hải mở ra, ở trong này nó có một cái tem ha. Ở trong này nó có một cái tem. Thì cái tem này á, thì nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng và công dụng của nó. Đây, đây, đó. Thì đây, công dụng của nó nè. Đại bổ khí huyết, đại bổ khí huyết chứ không phải là bổ khí huyết không nha. Đại bổ khí huyết nè. Kiện tỳ ích phế, nè. Kiện tỳ ích phế là tốt cho hệ tiêu hóa, quý bạn uống ngon nè. Ích phế là bổ phổi nè, tăng đề, sức đề kháng nè, phục hồi khí huyết bị hư nè, suy nhược cơ thể nè. Thiếu máu này, huyết áp thấp nè, thở dốc nè, ăn không ngon, miệng khó tiêu nè, bổ thận tráng dương nè. Cố tinh ích khí hỗ trợ phục hồi cái thận chúng ta bị yếu nè, giảm cái vấn đề nè. Rồi vấn đề gì của bác chị đọc ha. Rồi mệt mỏi sau khi làm gì nè. Khi làm bị rối loạn vấn đề này nè. Nè nè, thấy không? Đấy. Rồi đau lưng mỏi gối nè, tiểu đêm nhiều lần nè, bổ gan thận nè, căng cường kiện gân cốt nè, khứ phong thấp nè. Phục hồi xương khớp bị thoái hóa nè, giải trừ các phong thấp xâm nhập và lưu cư trú ở trong các cơ khớp gây đau nhức tê nhức xương khớp nè, hỗ trợ bị thoái hóa cục sống gai cục sống nè, thần kinh tọa nè, dưỡng âm sinh tân nè, dưỡng dưỡng tâm an thần nè, ha, giảm căng thẳng nè, giúp ngủ sâu nè, giúp không bị khô khát nè. Đó, tuyệt vời không? Thằng này thì chúng ta cũng có thể là ngâm nè, ngâm 10 12 lít nè, 38 đến 50 độ nè, ha. Ngâm từ 1 đến 3 tháng là sử dụng dần được rồi. Đấy, còn nếu mà chúng ta không có dùng được ngâm thì chúng ta sẽ chân cách thủy nè. Thứ hai đó là chúng ta có thể là nấu uống nè, cách sắc uống nè. Đấy, thì chúng ta có thể
dùng được ha. Nhưng mà hãy khuyên là ngâm đi, ngâm đi cho nó đơn giản. Chúng ta đó là than đại bổ, than đặc biệt 30 vị hỗ trợ đó, những công dụng mà cũng đã chia sẻ rồi ha. Rồi cái than xương khớp 6 vị Phan Hải sẽ chia sẻ sau cùng ha. Còn đây là một số cái vị bài thuốc mà Phan Hải mua hộ dùm nè. Thì đây là một cái than gọi là cái than bình vị hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày, nó gồm có 7 vị ha. 7 vị nó như thế này ha. Đây, nó gồm có 7 vị. Video này hơi lắc ha, quán trình thông cảm ha. Đây, nó gồm có 7 vị như thế này ha. 7 vị ha. Ví dụ như đây là nghệ nè ha. Nghệ khi mà chúng ta xay thành bột chung với lại cái 6 vị kia thì nó sẽ có cái màu như vậy. Nghệ nè, gừng nè ha. Còn này là hậu phát nè, hậu phát nè. Cái này là thủy xương bồ. Ai mà bị mất ngủ thì thêm cái vị thủy xương bồ này vào. Đấy, cái này là trần bì ha. Đấy. Đấy. 7 vị thì chúng ta xay ra được bột vậy, bột vậy uống đường tháng, trào ngược dạ dày thực quản. Nếu chúng ta có bị HP dạ dày thì chúng ta sẽ bổ sung thêm là cái bột sắn dây ha. Vì chiều ngược trào ngược dạ dày, thực quản, viêm dạ dày. Đấy là cái than 7 vị này. Than bình vị 7 vị ha. Của anh chị nào mà muốn nhờ mình mua hộ thì cứ nói là than bình vị 7 vị là Phan Hải sẽ biết ha. Đấy. Rất là nhiều. Mình nhờ người ta sai ra giùm của anh chị mình luôn rồi đấy ha. Đấy, nhiều lắm. Này, còn ở đây nè. Ở đây là cái chai ngâm, cái chai hút đầu răng ha. Ngâm đầu răng ha. Thì khi mà về thì đôi khi thì nó cái nắp dặn không có kỹ á, nó hơi rỉ ra. Đấy, rỉ ra cho nên cái tem nó không có được mới ha. Đó, thì đây là nó hỗ trợ điều trị nè. Sâu răng nè, hôi miệng nè, viêm lợi nè, chảy máu chân răng nè, rất là tuyệt vời. Tất cả vấn đề về răng miệng ha. Đặc trị về cái vấn đề sâu răng, viêm lợi, răng lung lay, hôi miệng, chảy máu chân răng. Đấy, và tuột lợi. Cách dùng rất đơn giản, mỗi lần ngậm thôi. Đấy, như vậy, một chai vậy chúng ta có thể ngậm được một tháng ha. Đó là một số cái than thuốc nè. Ví dụ như đây nè, nó không có bị cái tràn ra thì nó có cái tem còn mới vậy nè ha. Trong cái vận chuyển thì cái bên vận chuyển này nó này nọ lắm ha. Vận chuyển nó dục rồi nó làm này nọ. Đôi khi một số của bác chị mình thấy cái tem vậy á, thấy cái tem vậy này kêu ủa sao mà nó cũ như vậy, không phải ha. Đây nè, của bác chị mình in cái chống sốc vào luôn nè ha. Nó còn ướt nè, tay mình đụng nó còn ướt, nó lem ra thôi, còn nếu thực sự ra thì nó mới như thế này. Rồi cái than cái này gọi là một chai, chai này sử dụng được một tháng. Đó, vấn đề về răng miệng rồi đó ha. Rồi cái tiếp là Hải sẽ chia sẻ luôn ha. Đây là cái than đổ ra. Đây là cái than bốn vị hỗ trợ về về gan, tất cả vấn đề về gan, viêm gan rồi sơ gan, ung thư gan, rồi viêm gan ABCD, rồi men gan cao, gan nhiễm mỡ. Đây là cái nấm lim xanh. Nấm lim xanh này thì đã ấy rồi. Nấm lim xanh này thì đã sắc lát rồi. Đấy, này ưng bất bạc. Ưng bất bạc là một trong những dược liệu hỗ trợ gan rất là tốt ha. Đây là cái sáu tam phân. Có gì chữ sáu tam phân ha. Sáu tam phân là nó mệnh danh là một cái loại thần xạ hỗ trợ cho năm cái dòng ung thư ha. Trong đó có cái vấn đề về gan. Còn này là cây khúng khén. Cây khúng khén này là nó sẽ hỗ trợ chúng ta tốt cho gan, tái tạo tế bào gan và giải những cái chất không tốt trong gan ra và hỗ trợ về những vấn đề về gan. Đây là bốn vị ha, bốn vị. Mình mua của nhà dân cho nên đôi khi thì nó cũng sẽ không có cái bịch chuyên dụng ha. Thì nó cũng bề ngoài thì vậy nhưng mà chất lượng của dược liệu thì tuyệt vời ha. Rồi bốn loại này thì chúng ta có thể hỗ trợ về những vấn đề về gan. Mỗi loại là chúng ta lấy liều lượng bằng nhau, chúng ta nấu, chúng ta uống ha, thì nó hỗ trợ rất là tốt ha. Gọi là than trị gan bốn vị ha.
của anh chị mình. Cuối video Văn Hải sẽ để cái số Zalo của Văn Hải, của anh chị mình có thể mạnh dạn nếu mà muốn cần Văn Hải mua hộ thì Văn Hải sẽ mua hộ giùm, còn nếu mà của anh chị mình có thể tự đi mua thì rất là tốt ha. Rồi thì sau lưng Hải đây là những cái thông tin mà của anh chị mình muốn có số Zalo của Hải và nhờ Hải mua hộ dược liệu ha. Đây của anh chị đọc kỹ ha. Đó là thang trị gan 4 vị, hỗ trợ điều trị những vấn đề về gan, viêm gan, u gan, xơ gan. Viêm gan thì có nhiều loại, viêm ABCD. Nè, đây là cũng nấm lim xanh, nấm lim xanh. Đấy, nấm lim xanh. Rồi, khúng khén, khúng khén, nấm lim xanh, sáu tâm phân và ưng bất bạc. Rồi, đây. Đây là cái thang trị khớp. Thang này thang trị khớp 5 vị, 5 vị ha. Hãy sẽ lấy một cái thang trị khớp 6 vị. Thì thang nào cũng trị khớp rất là tốt ha. Thang nào cũng trị khớp rất là tốt. Đây, cái thang 6 vị đây. Thang 6 vị nó gồm có gì? Cô anh chị muốn tham khảo cái thang 5 vị thì hồi hãy chia sẻ luôn. Đây, thi thiêm thảo ha. Thi thiêm thảo hỗ trợ điều trị đồng với xương khớp rất là tốt. Thi thiêm thảo ha, thang trị xương khớp 6 vị. Gồm có hy thiêm thảo, đổ trọng ha. Đây là cốt tối bổ nè, cốt tối bổ tắc cà đá đấy. Hoài sơn ha, hoài sơn. Bài này thì Văn Hải đã chia sẻ rất kỹ một lần rồi, ở đây Văn Hải quay lại để mà này thỏ ti tử ha, thỏ ti tử hạt của dây thơ hồng xanh để mà lưu ý cho quán chị mình. Đây ngưu tắc ha, ngưu tắc một nè. Thỏ ti tử nè, hoài sơn nè, cốt tối bổ nè, đổ trọng nè, hy thêm thì đủ 6 vị đúng không? Rồi bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ nè, khi chúng ta sử dụng cái thang thuốc điều trị đơn chức xương khớp này thì chúng ta nên kiêng cử gì? Thứ nhất là rượu bia nè, thứ hai nữa là măng, giá đỗ, đậu xanh, rau muống, bồ ngót. Giá đỗ, đậu xanh, bồ ngót tại sao chúng ta không được ăn? Bởi vì nó sẽ giả thuốc ha. Rau muống ha. Kế nếu nó là chúng ta sẽ kiêng hải sản biển nè, ví dụ cá biển nè, cá biển là nọ ha, hải sản biển ha. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ kiêng thịt đỏ, ví dụ thịt bò, thịt dê nè ha. Chúng ta sẽ kiêng, chúng ta ăn gì? Người nhiều người hỏi kiêng quá rồi ăn gì, trời còn đủ thứ muốn ăn mà. Chúng ta sẽ ăn thịt heo nè, thịt gà nè, thịt cá nước ngọt nè, và tất cả các loại rau trừ rau muống và rau bồ ngót thôi. Đấy thì chúng ta hỗ trợ trong quá trình uống thuốc. Còn khi mà chúng ta không uống thuốc nữa thì chúng ta sẽ không kiêng nữa ha. Trong uống thuốc thì chúng ta nên kiêng như vậy. Đó là cái lưu ý mà quan trọng nhất hôm trong cái video này hôm nay mà Văn Hải muốn chia sẻ ha. Nhiều của anh chị mình đó là sử dụng thì nếu mà muốn mà cho nó nhanh hết thì chúng ta nhanh giảm bệnh thì chúng ta sẽ kết hợp với châm cứu nữa thì rất là tuyệt vời. Đấy ha. Nếu mà muốn ok nữa thì kết hợp với châm cứu. Còn nếu không muốn châm cứu và sợ phải không thì chúng ta sẽ lấy dùng cái thang 6 vị này. Dùng cái thang 6 vị này nấu uống nè. Rồi kết hợp với cái thang này, thang đại bổ thang này để ngâm rượu. Đấy, cái thang này thì ngâm 2 tháng là chúng ta sử dụng nè, thấy không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 2 cái thang này đi, là mỗi thang như vậy á là uống 1 tháng, thì 2 thang là uống 2 tháng. 2 tháng sau á là chúng ta đã ngâm xong cái thang đại bổ này, chúng ta sẽ sử dụng luôn và chúng ta không cần uống cái thang nấu nữa. Đấy, nó kết hợp như vậy thì càng tốt. Đấy, nếu chúng ta có điều kiện ha. Đó, xung quanh đây là một số cái loại dược liệu mà Văn Hải chia sẻ nè. Ngoài ra chúng ta có thể thi tham khảo cái thang 5 vị này. 5 vị này nó gồm có thêm liên kiện cốt tối bổ nè. Đấy, thêm liên kiện cốt tối bổ nè. Đây là gối hạt nè nha. Còn cái này là sâm đại hành ha, sâm đại hành. Sâm đại hành, cái này là ngũ tắc nè. Đấy là gồm 5 vị. Nha, 5 vị, 5 vị này thì cũng rất là tuyệt vời, rất là nhiều các bạn chị mình yêu thích nè. Đó 5 vị. Nhưng 5 vị này thì giá hơi cao hơn cái thang 6 vị. Giá hơi cao hơn thang 6 vị thì Văn Hải sẽ phối thành cái thang 6 vị. Thang 6 vị thì mỗi thang thuốc nó có cái đặc điểm riêng của nó ha. Ví dụ như thang 6 vị thì những người nào mà nóng, cơ thể nóng quá thì chúng ta cũng sử dụng được. Còn những người nào mà lạnh hay nóng gì chúng ta sử dụng được hết. Và nóng quá chúng ta sử dụng được. Còn cái thang này thì nhiều người mà nóng quá không sử dụng được. Hơi nóng thì sử dụng được. Cái cơ thể chúng ta hơi nóng thì sử dụng được. Còn nóng quá thì sử dụng không được. Đó là cái thang 5 vị này này. Còn cái thang 6 vị là chúng ta nóng quá hay lạnh quá không sử dụng được, nó bình nè. Đấy, đó là một cái số vấn đề hôm nay Văn Hải muốn chia sẻ cho quý mấy chị mình. Video này hơi dài ha.